chào các anh chị. Hôm nay em Thành có nhận được câu hỏi từ một số các anh chị rằng là cái cây hồng leo của nhà mình nó phát triển là có cái cành của nó sẽ dài, thật dài lên trên nó mới có hoa, và đa số cái phần dưới gốc của mình á, là nó không có cành hoặc là nó rất là ít cành, thì mình có nên cắt để nó đâm ở, cho cái mọc thêm những cái cành bên dưới để nó ôm được cái phần gốc hay không, hay là mình có cái giải pháp nào đó để giúp cho cây hoa hồng của mình nó được ôm phần gốc và nó không ảnh hưởng tới cái cây. Thì hôm nay á, em làm video này em sẽ trình bày và giải thích để giúp các anh chị có thêm cái kinh nghiệm để mình xử lý cây hoa hồng leo của mình, để giúp cây hoa hồng leo của mình nó mọc được nhiều cành hơn ở cái phần cành bên dưới gốc. Ở đây á, là em cũng đã làm trước một cái cây hoa hồng leo rồi, và nó có các phương án như vậy. Nếu như cây hồng leo của mình nó có những cái cành rất là mập và nó đâm, giống như cây này á, là được trước nó chỉ có một cái cành dài, nó dài lên trên này luôn, nó không có bất cứ cái nhánh nào phân tành ở trên cái thân này hết. Và đối với những cây đó thì mình xử lý bằng cách là mình sẽ bẻ cong, mình sẽ uốn cong nó đi, đúng không? Mình sẽ uốn cong giống như cây này á, là em uốn đây qua đây, bẻ qua đây nè, và vòng ngược qua bên này nha, và lên trên. Thì các anh chị sẽ thấy là chồi bắt đầu này nó sẽ đâm ở đây này, hai chồi này, bên này được hai chồi này, đó, lên trên này thêm này ba này, đây này, tức là một cành này mình sẽ được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cành, 14 cành, đó là ở đây nè, một cành thôi, từ một nhánh thôi ra được tới 14 nhánh nha. Còn đối với những cái cây, những cái nhánh phụ như vậy thì sao? Để giống như là Thành đã cắt ở đây rồi, là nó sẽ ra được đây là một cái cành hoa này, nó cũng đã mọc ở đây. Nhưng mà nếu như các anh chị muốn nó thấp hơn phía dưới gốc này có luôn á, thì giải pháp nha là các anh chị có thể đây, một là mình sẽ bẻ cong nó xuống vậy này, để những cái chỗ căng như vậy á nha, nó sẽ bạch mầm lên đây nha. Còn hai á là mình sẽ tỉa nha, mình sẽ tỉa, ví dụ mình sẽ tỉa cái này, mình sẽ tỉa dưới này, mình sẽ tỉa ở đây nha. Cái cành này rồi, sorry, xong luôn, tỉa nhầm rồi. Không sao. Giống như mình tỉa ở đây đi, mình tỉa ở đây thì ở đây những cái cành này nó sẽ ra ở đây, chồi ở đây, nó tạo đây cái độ ôm tán gốc này lại nha, và bắt đầu đi lên nha, đi lên đây nè, các chị có thể thấy nè, lên đây từ từ nó sẽ hình thành cho mình một cái cọng hoa hồng leo rất là nhiều hoa, rất là nhiều chồi, nhiều cành. Và mình cứ phân tành từ từ như vậy thì nó sẽ giúp cây hoa hồng của mình từ từ nó tạo được những cái tành hoa, rồi những cái cây chỉ có một thân như vậy nó ra rất là nhiều cành, không, nó giúp cho cái cây của mình nó nhiều hoa hơn, nhiều chồi, và từ từ mình nó hình thành một cái cọng hoa hồng rất là đẹp đó. Thì các anh chị lưu ý nha, mình không có tỉa đột ngột, mình cũng không có bẻ đột ngột, mà mình chọn lựa những cái cành chính là mình sẽ cho nó đi cong, những cái cành mà nó mọc lên đúng một thân á, đó, những cái cành dài á, là mình sẽ bẻ cong nó qua, mình uống là nó sẽ đâm chồi. Còn những cái cành mà nó đã được phân tành như vậy nè, thì bắt đầu mình sẽ cắt phân tành từng tành một, mình cứ cắt từng tành một, mình phân lên đó. Thì em trả lời câu hỏi cho một số anh chị là hỏi em là có nên cắt tỉa hay là bẻ hay là làm thế nào đó để giúp cây hoa hồng của mình nó đâm được nhiều chồi hoa hồng trên cái khung leo này không. Thì cảm ơn các anh chị đã xem video, hẹn gặp các anh chị trong những video tiếp theo.